Nhưng mà ngày hôm nay thì em muốn anh sẽ một lần nữa viết thư pháp tiếng Hoa. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ cũng lại làm như là Golden Harvest đã làm với Peter Ford, để ông viết xong rồi bán tại chỗ luôn. Bởi vì thưa quý vị, số tiền thu được qua cái cuộc đấu giá này sẽ dùng để gửi tặng cho các em học sinh nghèo, dân tộc thiểu số vùng cao. Và anh đã sẵn sàng chưa? Em cứ nói tiếp hay là cho một bản nhạc? Bản nhạc của... Không, bây giờ thế này nhá, anh viết đi. Bây giờ là thời gian bọn em sẽ không làm phiền anh để anh viết thư pháp. Đó là việc của anh chậm là việc của anh. Bây giờ mời anh, còn em sẽ mời ra sân khấu một mật vụ của đời anh. Hay quá, mật vụ ra đây. À, mật vụ chuẩn bị sẵn diễn văn. Thưa quý vị, đây là mật vụ Kim Sam, nhân vật ở trong những cái câu chuyện của lão PP. Bây giờ thì Kim Sam, con muốn phát biểu điều gì với cả ông và quan khách? Và thưa quý vị, mật vụ Kim Sam đây chính là cháu ngoại của nhà văn Phó Đức An. Nào mạnh dạn. Đầu tiên Kim Sam xin gửi lời chào thân thương đến các vị khách quý đã đến dự buổi ra mắt sách của ông con. Đức Thánh Chém Peter Ford, hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với ông. Cuốn sách thứ 5 của ông ra đời. Con xin gửi lời chúc sâu sắc đến ông. Cảm xúc của con cũng như bao lần khác, hào hứng chờ đợi khi nhận tin ông chuẩn bị ra sách mới. Những cuốn sách của ông không chỉ mang lại những kiến thức mà còn đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho tất cả mọi người. Con sẽ ghi nhớ hết tất cả những lời dạy của ông. Tuy con không thừa hưởng sự thông minh từ ông, nhưng con hứa sẽ là một đứa trẻ ngoan, luôn tự tin và sống thật hạnh phúc. Cuối bài, con xin chúc ông bà thật mạnh khỏe để thêm nhiều cuốn sách để gửi đến những người yêu quý ông. Con yêu ông bà. Đây là một chữ phúc, mà chữ phúc này coi như là vòng quanh thế giới đã có hàng ngàn chữ phúc này rồi. Đinh Thiên Phúc đâu, đứng lên. Đinh Thiên Phúc cũng có một chữ phúc này mà rất là đẹp. Và trong khán phòng này cũng có vài anh em có chữ phúc này. Chữ phúc này coi như là mọi người thường thường xin tôi để đem lại may mắn cho họ. Và hình như là phúc và chữ Phật là hai chữ được viết nhiều nhất. Đấy, vì nó có linh khí bên trong, có sức mạnh bên trong, sức mạnh một con người đã rong chơi thế giới. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho cái bức thư pháp này nó khô. Thưa quý vị, và đây là bức thư pháp thứ hai, ở trong đó là một câu đường thi. Tôi không biết tiếng Hoa, tôi cũng không biết tiếng Hán, tôi chỉ nghe lỏm ông Peter Ford nói rằng là ai mà ở trên cái thủy đình hay thủy lầu á là sẽ được ngắm trăng đầu tiên. Đúng rồi. Dạ. Dạ, giá khởi điểm là 2.4 triệu cho câu thơ đường được viết này. Dạ vâng. Đạo diễn Đinh Thiên Phúc, một nhà viết kịch nổi tiếng của ngành điện ảnh Việt Nam. Kính thưa các anh chị, tôi có một hân hạnh, tức là một hôm sang tứ đơn hàng của anh Peter Ford, anh Phó Đức An, thì được anh tặng cho chữ Thiên Phúc kia. Và hôm đó cũng hôm rằm, và sau đó một hôm là sinh nhật của tôi, thì hình như cái chữ mà từ cảm xúc, từ cái linh thiêng mà nó phù vận cho tôi. Vừa rồi tôi có một đặt hàng khiêm tốn thôi, khoảng 2 tỷ cho chữ. Được anh cho chữ thì chắc vừa tròn cây vườn tở mở, quả đầy hương thơm. Được anh cho chữ sông buông nhẹ trôi, tàu thuyền tấp nập reo vang tiếng còi. Được anh cho chữ bạn bè vỗ tay, chữ như có rượu càng ngắm càng say. Được anh cho chữ như vỗ cánh bay,
chữ người, quân tử, phước lành, vận may. Và cái bài thơ này là bài đấu giá của tôi, thế đó. Ôi giời, hay quá, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây, Phúc. Dạ anh đọc thơ rồi nhưng anh quên không không nói. Tức là bài thơ này, bài thơ này là trị giá 2 triệu tư. Bài thơ này là trị giá 2 triệu tư. Dạ thưa, có ai có thể trả hơn con số 2 triệu tư không ạ? Dạ mời anh. 3 triệu. Ờ, chả nhẽ cái kia những mười mấy triệu mà cái này có 3 triệu thì một chữ so với 7 chữ, em nghĩ là giá như mà là mười mấy triệu mà nhân 7 lên thì có phải tốt không? 4 triệu, dạ vâng, 4 triệu. 5 triệu. Đố vũ rồi. 6 triệu. Tôi xin lấy bức tranh này 10 triệu. 10 triệu ạ. Oh, wonderful. Thôi 10 triệu lần thứ nhất. 11 triệu ạ. 11 triệu lần thứ nhất. Dạ vâng, mời anh. Chào nghệ sĩ nhân dân Ba Thét Lào, là một chàng trai rất đẹp trai. Vào đây, vào đây. Mỗi người thằng em đẹp trai quá. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Ok. Hay quá. Em xin mua với giá 15 triệu. 15 triệu. Và em muốn dừng lại để em được sở hữu đây luôn. Em muốn dừng lại. Đây, đây là lò. Em muốn dừng hay không thì cái việc này là của quý vị cử tọa quan khách ở đây. Chứ còn là anh vẫn cứ ghi nhận em là 15 triệu. Thoải mái, em sẵn sàng chứ bảo. Dạ 15 triệu lần thứ nhất. 15 triệu lần thứ hai. Em cứ đứng ở đây, em cứ đứng ở đây. Em đứng ở đây 15 triệu lần thứ hai rồi và chúng ta còn em có một mỏ vàng ở Lào, em sợ gì. Không? 15 triệu lần thứ hai rưỡi. Mười lăm triệu lần thứ ba bán. Ok, ok, đó là Hoài Bắc không tham dự. Kính thưa tất cả các quý vị, tôi thì không tham gia đấu giá nữa tại vì tôi giả tới 13 triệu mấy rồi mà vẫn có người giành mất của tôi. Nhưng mà trong cái buổi lễ ngày hôm nay thì khi anh Peter anh đứng ra anh đưa cái chương trình ủng hộ cho các con, các cháu ở vùng sâu vùng xa, tôi cũng ủng hộ cho chương trình. Dạ. Thứ nhất là cảm ơn anh Peter và cảm ơn các bạn, tôi ủng hộ cho chương trình 1.000 đô. Wow. Anh Bắc, Hoài Bắc đứng nguyên anh thế. Hoài Bắc chờ một chút xíu. Thế hôm nay có một kỷ niệm chương để tặng cho Hoài Bắc. Hoài Bắc thì đã được giải thưởng quá hoành tráng rồi, búa liềm vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà đây là một kỷ niệm chương của tình bạn. Bởi các bạn đều biết Bắc Nguyễn ở trên Face và có nhiều bài theo sát bài của Peter Ford, những bài viết rất xuất sắc, rất trong cả một cuộc đời chảo trải nghiệm của anh, cũng như là anh đang rong chơi từ Canada và khắp thế giới về Việt Nam. Đây, hôm nay có kỷ niệm chương tặng đệ và chúc đệ sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa. Thực ra mà nói anh Peter Ford bởi vì anh thương quá mà tôi cũng sợ luôn, tại vì các cụ nói rồi thụ sủng nhược khinh, nên là có một cái kỷ niệm chương của anh Peter Ford cũng là một cái vô cùng là hân hạnh với tôi. Mặc dù anh Peter Ford anh có bật mí là tôi được giải thưởng bốn liềm vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng đúng vậy, không những một giải thưởng mà tôi ẵm cả hai cái giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù sao đi chăng nữa thì cũng là tôi chỉ là những người viết báo amateur thôi. Nhà văn cũng không phải, mà nhà báo thì cũng không. Mà tôi là doanh nghiệp, tôi là doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam hơn 20 năm rồi. Cho nên là với những cái trải nghiệm trong cuộc sống và tôi nói lên tiếng nói của những người làm doanh nghiệp và những người kiều bào sống xa xứ. Xin cảm ơn quý vị. Tôi không được mời nhưng tôi phải tranh phát biểu một chút.
vì hôm nay tôi thất bại hai thứ. Một là đấu giá thất bại và cũng hết được phát biểu. Nhưng hôm nay tôi phải thay mặt cho những nhà văn Việt Nam xin bày tỏ sự biết ơn đối với ngài Peter Ford. Tôi gọi anh Phó Đức An là ngài Peter Ford với tất cả sự trọng thị của mình. Và cảm ơn tất cả những người đấu giá hôm nay, những người đấu giá thất bại và những người đấu giá thành công, và có cả những người đấu giá mà không đấu giá, đó là anh Hoài Bắc. Tất cả đã làm cho những đứa trẻ của chúng ta, những đứa trẻ chúng ta không biết mặt, không cùng dòng máu, không quan hệ họ hàng. Nhưng nếu hôm nay chúng ta không làm những điều tử tế cho đứa trẻ, thì đến tương lai những đứa trẻ đó sẽ chôn chúng ta vào bóng tối của sự nổi giận, của sự khinh miệt. Có một đồng chí lãnh đạo Quốc hội đây, tôi rất muốn nói với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, tôi nói rất nhiều để có thể truyền lại, vì đấy chị là phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa xã hội Quốc hội, và tôi đã có một lần trong họp với các thành phần của Quốc hội, họ đề nghị tôi góp ý vào các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về những vấn đề của văn hóa, về những vấn đề của kinh tế. Và tôi nói trong hội trường đó là ở đấy có các chuyên gia soạn thảo nghị quyết vô cùng giỏi, nhưng nếu những nghị quyết đó không biến thành đời sống như đời sống đang hiện hữu ở đây, thì nó chỉ là tờ giấy A4 bất kỳ nơi nào và nhà nào cũng có. Cho nên chúng ta hôm nay làm tôi rất xúc động, cho nên tôi nên phải tranh diễn đàn để nói một điều. Rất cảm ơn các anh chị đã có mặt ở đây, cảm ơn ngài Peter Ford, cảm ơn những người đã đấu giá, cảm ơn tất cả những người đã nghĩ đến những đứa trẻ xa xôi, nghèo đói, bất hạnh hơn tất cả những đứa trẻ trong gia đình chúng ta. Và một lần nữa, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã làm cái chiến dịch cho trẻ em như vậy. Và chúng tôi đi kêu gọi tất cả, không có một đồng nào của nhà nước hết. Tất cả tiền in sách cho trẻ em ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa là tiền của tất cả những người yêu thương trẻ em và lòng nhân đạo và chia sẻ như anh Bắc, như tất cả các anh chị đã đấu giá ở đây. Và thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với tất cả các anh chị đã có mặt ở đây, tất cả những người đã và đang làm những điều gì đó tốt đẹp cho tương lai của đất nước chúng ta. Nếu không, chúng ta không làm gì hôm nay, chúng ta thất bại hoàn toàn trong tương lai. Xin cảm ơn. Okay. Cảm ơn lời phát biểu của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Và em Chiến nhé, em Chiến nhớ em ra đây. Em ra đây chúng ta muốn số tiền này được minh bạch và rất công khai. Đấy, từng chi tiết trao cho ai. Đấy, và em có thể chia sẻ ra cho Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều vừa rồi vừa lên đấy. Vừa lên cùng với anh Thành Trương nữa, phải không? Đấy. À, 3T đã đến rồi, Trần Thị Trường đã đến rồi. Thế mời 3T lên đây phát biểu đã. Chờ mãi nàng mà coi như là. Đấy, xin mời một họa sĩ, một nhà văn rất có tiếng tăm và một người rất thân mật của gia đình họ Phó là chị Trần Thị Trường có phát biểu vài câu ngắn gọn. Chào tất cả mọi người ạ. Tôi rất là vinh dự được quen biết với nhà văn Peter Ford. Thông qua lúc đầu là với nhạc sĩ Phó Đức Phương và anh em họ Phó nhà họ là chinh phục tôi rất là từ lâu rồi. Và anh Phó Đức An bắt đầu là viết ở trên Facebook, tôi đọc tôi thấy thích quá. Cái cuốn đầu tiên là tôi có vinh dự để làm cuốn đầu tiên. Cho đến bây giờ là anh đã cuốn thứ 5 rồi và càng ngày càng hay. Càng ngày càng hay, nhưng mà là đọc lại, nếu như là đọc lại cuốn đầu tiên Chém theo chiều gió, để mà đến bây giờ cứ mãi mãi là cái tít Chém theo chiều gió là nó vẫn cứ lôi cuốn mọi người. Thì tôi thấy là tôi quá ghen tị với một buổi ra mắt sách như thế này. Chúng tôi những người viết lâu năm không thể có được một cái buổi ra mắt sách đông như thế này. Và anh ấy viết chữ thì quá đẹp. Chúng tôi vẽ có khi một tuần mới được một bức chân dung. Mà cái số tiền thì anh ấy chỉ có trong 5 phút anh ấy đã. Mà thực sự là rất là đáng giá, bởi vì nó quá đẹp. Những cái thư pháp cũng là một hội họa mà có thể nói là bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tài hoa, bao nhiêu những cái
tốt đẹp nhất, cái tài năng nhất của anh ấy mà thể hiện chỉ trong mấy phút mà nó đã được như vậy là tôi vô cùng khâm phục. Xin cảm ơn một lần nữa với Peter Ford và cảm ơn tất cả các cảm ơn chị Trường. Lúc nãy đã nói rồi thì tiền trao cháu Búc. Cảm ơn anh. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. À, trên nói về cái kế hoạch của em về cái này nó rất là rõ ràng. Vâng. À, em xin chào tất cả các anh các chị ạ. Rất may mắn là được anh Peter Ford tin tưởng và giao nhiệm vụ, cho nên là em cũng xin được thay mặt cho ekip thực hiện cuốn sách Dòng chơi một kiếp người. Xin được nhận thịnh tình của tất cả các anh các chị đóng góp ủng hộ cho các em ở miền núi. Và mọi cái sự liên lạc thì sẽ thông qua em. Có thể nếu mà ai đó mà có thể là muốn đóng góp ủng hộ mà chưa tiện trong lúc này thì cũng có thể gửi qua tài khoản của em đã được đăng trên Facebook, cộng với lại cả cái status về ra mắt sách ạ. Còn tất cả những cái ủng hộ đó bọn em sẽ công khai trên trang web của anh Peter Ford cũng như là trang web những người fanpage những người yêu thích Peter Ford. Và cái đích đến cuối cùng tức là dành cho trẻ em nghèo vùng cao, và đã có người làm chứng đấy là Thứ trưởng Hoàng Thị Anh ạ. Và chúng em sẽ chi tiết cụ thể với các anh chị trong ngày gần nhất ạ. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn em. Và như đã nói là hôm nay sẽ có một vài kỷ niệm chương để tặng cho các bạn Phây. Các bạn ấy là tiêu biểu, là đại diện cho tất cả các bạn khác. Người đầu tiên xin mời Trần Mai Karenin. Trần Mai Karenin. Trần Mai lên đây. Trần Mai là một người phụ tá rất đắc lực cho Peter Ford. Vì các bạn biết Peter Ford viết, thường thường viết xong là không check lại, không kiểm tra lại. Mà bản thân mình cũng ngại đọc của mình, nhìn nó dài thế. Mà coi như là để check về chính tả đấy, thì lần nào cũng có sai, nhưng mà không phải sai nhiều. Một vài cái hoặc là thế này nó thì đã là có Trần Mai Karenin check và gửi cho tôi và bảo sửa chỗ này, sửa chỗ nó. Và trong gần một chục năm qua em đã cống hiến rất nhiều cho Facebook Peter Ford. Cảm ơn em rất nhiều. Ok, bây giờ xin mời một nhân vật nữa là cụ Tạ Chí. Mời cụ Tạ Chí lên ạ. Thế kìa, các bạn biết rằng trong tác phẩm của Peter Ford luôn luôn có một nhân vật đồng hành, đó là Tạ Chí, một người bạn, một người họa sĩ rất tài ba và một người có một hình tượng như tiên ông, đẹp đẽ. Đấy. Và các bạn đã rất quen thuộc Tạ Chí rồi. Đấy. Bây giờ là một kỷ niệm chương về hình tượng đẹp nhất tặng cho cụ. Quý vị, tôi là cái người may mắn được đồng hành cùng anh Peter Ford và cũng là rất hân hạnh được có mặt ở trong các cái buổi ra sách của anh từ cuốn 1 cho đến cuốn Dòng chơi mà kiếp người. Duy nhất có cái cuốn mà Đường đời thì anh bận về Mỹ chăm mẹ không ra sách thì là cũng chả ai được có dự cái lễ đấy. Nên là tôi là người là có lẽ là một trong những số người may mắn mà được dự những cái buổi ra mắt sách rất là hoành tráng của anh Peter Ford. Đấy, một lần nữa là xin cảm ơn anh rất nhiều với cái kỷ niệm chương này. Cảm ơn Tạ Chí. Một người tiếp theo đấy là một người đấy, thường thường có những bài viết của Peter Ford ra đấy thì anh rất chịu khó đọc. Và anh hiểu thấu được ý nghĩa trong đấy, ý định của tác giả. Và anh có những lời còm mà mọi người thích đọc nhất. Đấy. Có nhiều lúc những lời còm của anh lên hàng trăm like. Đấy,
đó là Đỗ Vũ, bạn tôi. Xin mời Đỗ Vũ lên đây. Đây, nói vài câu đi. Tôi rất là xúc động được nhận một cái giải, đối với tôi là cái giải to nhất trong cuộc đời. Và tôi cũng phải nói thật là này, tức là từ lúc mà biết anh Peter Ford, tức là và là thánh chém, thì nhiệm vụ của tôi chỉ có làm mỗi một cái nhiệm vụ, tức là anh là chém theo chiều gió, còn tôi thì chém theo thánh chém. Và cũng rất là cảm ơn. Thực ra là cái này là hình như là các anh hơi bị quá khen, chứ còn tôi chỉ được mỗi cái là rất là cần mẫn, rất là chăm chỉ. Tất cả các cái bài viết của anh Peter Ford thì tôi đều cố gắng tôi còm, và có những cái có những bài viết là tôi phải lục lại sách, tôi lại lần lại tất cả, thậm chí tra cả Wikipedia rồi là Google rồi search các kiểu để có một cái lời còm phù hợp. Cho nên là rất là may mắn là tất cả những cái thông tin mà anh Peter Ford đưa ra thì đều được kiểm chứng qua tất cả các cái nguồn thông tin rất là đáng tin cậy, và tôi cũng là một trong người may mắn là đi theo anh và chém theo anh ấy. Và rất là cảm ơn anh hôm nay là cho em được nhận cái kỷ niệm trường rất là vinh hạnh này. Nhân tiện Đỗ Vũ có nhắc đến cái chuyện những dữ liệu mà tôi chém đấy, thì có nhiều bạn ấy thì cho rằng là bộ óc của tôi siêu việt, nhưng thực tế không siêu việt ít nào, vì tôi biết cách sắp xếp, không thể mỗi bộ óc mà nhớ hết tất cả các chi tiết mọi cái được, phải đúng không? Nhưng mà tôi lại giống như một thầy thuốc bắc, tôi biết rằng loại thuốc nào nó nằm ở ngăn nào đấy, ví dụ đông trùng hạ thảo thì ngăn này kéo ra, rồi coi như là linh chi thì ngăn này, rồi quế nhi thì quế chi thì ngăn này, tức là tôi biết những cái đơn giản, những các gạch đầu dòng. Và khi có những cái dữ liệu chính xác đấy là phải nhờ Google và nhờ những cái tài liệu khác, chứ không thể nhớ hết tất cả các dữ liệu ấy được. Nên các bạn nên nhớ là các bạn gọi tôi là thánh, thực tế là thánh đất thó thôi, nhưng mà đi qua sông sẽ tàn hết. Và một người cuối cùng rất đặc biệt mà tôi muốn gọi lên là trong những năm tháng mà tôi sống ở 88 Lang Hạ đấy, thì hàng ngày cô Tấm đều đi, giống như tôi nói, đi bắt con tôm con tép ngoài đồng hay thế này thế nọ nhá, đi làm việc. Còn một mình tôi thì nằm ngồi nhà và miệt mài viết, nhiều lúc đến chiều cũng quên mất nấu cơm, cũng quên mất ăn. Thì có một người bạn là người hàng xóm sát vách tôi, chị đã hàng ngày, có thể nói là hàng ngày đều sang đều xem tôi đã có gì ăn chưa, và nhà cơm bưng nước rót là canh ngọt đem đến cho tôi. Đấy là chị Hoa Mai Hiền, hàng xóm của tôi. Và chị Hiền đã có xuất hiện ở trên một số bài viết rồi đấy, các bạn đã quen thuộc đấy. Và rất cảm ơn chị trong năm qua đã chăm sóc một người hàng xóm của chị, và đồng thời chị là giáo viên dạy văn cấp 3, và chị viết văn rất hay, viết thơ rất hay. Xin mời chị. Tôi rất là xúc động. Đây nó cũng như là một cái cơ duyên. Trước đây từ hồi tôi còn rất trẻ, từ năm 70, có một anh hàng xóm cũng đúng bằng tuổi anh An. Và khi tôi viết cái bài thơ ấy, tôi đã được giải nhất. Mà nhà thơ Cù Huy Cận lúc ấy là chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Á Phi La, ông ấy là trưởng ban giám khảo và chấm tôi được giải nhất. Và hôm nay cũng rất tình cờ lại một cái anh hàng xóm, một cái anh hàng xóm sau mấy mươi năm, từ năm 70 đến 2022, tức là sau 50 năm, tôi lại có một cái người hàng xóm như thế. Tôi xin được đọc cái bài thơ tôi được giải nhất. Và cái lòng tốt của tôi không phải đến bây giờ mới có, mà có từ hồi tôi còn rất trẻ. Tôi xin đọc cái bài thơ là bài Ngã Ba Phố Mình. Anh gọi cái ngã ba này là ngã ba của anh, và anh cười một nụ cười rất trẻ. Ơi phố nhỏ sao thành thân thuộc thế, trong ngọt ngào hai tiếng của anh. Ở cái ngã ba này có cây bàng rất xanh, có hàng kẹo và có hàng cắt tóc, có một máy nước trong như lọc, có con đường
rẽ vào ngõ nhà ta. Ngã ba này mang nỗi nhớ sâu xa, tuổi thơ em đã lớn lên ở đó, những kỷ niệm của ngày còn nhỏ, túm năm tụm ba, chơi chắt chơi truyền, hạnh phúc cuộc đời cũng từ đấy nhân lên. Ở cái ngã ba này chẳng bao giờ em quên, ngày giặc Mỹ đem bom tới rồi, những căn nhà cháy trong lửa khói, một em bé qua đời khi tuổi mới 12. Ngã ba này có những chàng trai đã cầm súng lên đường ra mặt trận. Ơi cái ngã ba này em yêu vô tận, em gọi là ngã ba của em. Hòa bình rồi ngã ba đông thêm, cái phố nhỏ bỗng trở nên chật chội, nhà anh dọn về thêm hàng xóm mới, tối lửa tắt đèn có nhau. Anh ở chiến trường về cánh tay phải còn đâu, nên mới gặp lần đầu em đã thương thật lạ. Ơi anh thương binh cạnh nhà trẻ quá, mắt anh cười làm vui cả sang em. Có một điều em giấu ở trong tim, cái điều em ngập ngừng chẳng nói, chỉ biết rằng từ nay em gọi cái ngã ba này của anh, của em. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin được cảm ơn chị Hiền ạ. Thưa quý vị, trong buổi ra mắt sách ngày hôm nay thì có một bạn đọc của anh Peter Ford cũng muốn là ủng hộ trực tiếp tại đây cho các em ở vùng cao. Xin mời anh Phù Văn Tử ạ. Dạ, em xin gửi lời chào tới cô chú, anh chị. Đó là Phù Văn Tử thuộc thế hệ 9X, là một fan của anh Peter Phó. Trong tâm khảm và trong trí não cháu thì anh Peter Phó là một người sư huynh cũng như là một người thầy. Thì hôm nay cũng muốn lên đây là nhân dịp anh ra mắt sách nhắc lại một cái kỷ niệm. Chắc là hôm nay phải nói mà anh không không để trong lòng được nữa. Và cách đây 2 năm lần đầu tiên được tới ra mắt chào anh thì anh có nói một câu rằng là anh muốn Phù Văn Tử tập trung viết Facebook hàng ngày, xây dựng cộng đồng, thì 2 năm sau anh sẽ có một món quà cho em. Thì cứ nhớ cái câu nói đó thì cũng chưa biết được là món quà là gì, nhưng mà cứ ngày nào cũng cháu cũng rất là kiên trì và cố gắng, thì tới ngày hôm nay mới ngộ ra một việc rằng thực sự là đó là một món quà rồi. Cũng giống như là trải qua 81 kiếp nạn thì đó là chân kinh rồi, chứ không phải là lấy chân kinh từ Phật Như Lai nữa. Thì cảm ơn, em xin cảm ơn anh Peter Phó rất là nhiều. Thực ra cũng tích cóp cả tháng rồi, biết anh ra mắt là rất muốn tới để lấy đấu giá. Rất thích bức tranh này, nhưng về tình hữu nghị Việt Lào nên là nhường lại cho bạn. Thì cũng xin phép được đóng góp 5 triệu cùng với bạn là thành 20 triệu cho bức tranh. Và chút nữa chút nữa cho mình chụp ké bức tranh cùng với bạn để về báo cáo là với vợ ở nhà. Tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ vâng, xin được thay mặt cho ekip ra mắt sách Dòng Chơi Một Kiếp Người của tác giả Peter Ford, xin được gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn nồng hậu nhất đến tất cả các anh các chị. Chúc anh các chị có một ngày Chủ Nhật thật vui vẻ, hạnh phúc, và mọi sự đến trong cuộc đời đều là hữu duyên. Chúng ta có mặt ở đây cũng là một nhân duyên mà không phải dễ gì có được. Xin được cảm ơn các anh các chị rất là nhiều ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ.